Xin giới thiệu tới các bác giải pháp chơi nhạc số mà hiện tại Thanh Tâm Audio cũng đang sử dụng cái giải pháp này. Đây là chiếc đầu máy rất là thần thánh trong mọi không gian, mọi hệ thống. Đây là một trong những cái đầu máy ampli mà không một hệ thống âm thanh nào thừa trong mọi phương diện các bác nhé. Tại vì sao? Đây là một chiếc ampli số kiêm DAC rất là hay đến từ thương hiệu Sony. Không biết là các bác đang chơi nhạc ở trên toàn quốc đánh giá như thế nào hoặc là quan điểm như thế nào về chơi nhạc số ở cái thời điểm hiện tại. Nhưng đối với Thanh Tâm, chơi nhạc số trên Sony HS1 là tất cả những cái kết nối mà em rất là yêu thích và đầy đủ những cái điều kiện cần và đủ cho một thiết bị nhỏ gọn nhưng đầy tính năng cũng như là cái giá trị mang lại. Sony HS1 được Thanh Tâm Audio đưa về tại Việt Nam với cái nguồn hàng đó là đã qua sử dụng cách đây khoảng 3 năm trước. Và tới thời điểm hiện tại thì cái sản phẩm này vẫn là một trong những cái sản phẩm rất là hot tại Việt Nam đối với khách hàng đang nghiên cứu về cái chơi nhạc số. Thời điểm hiện tại thì mức giá của thiết bị này đã tăng tương đối so với cái thời điểm ban đầu, tại vì là cái sự cạnh tranh người dùng mua cạnh tranh nhau, vì thế cái mức giá được đẩy tương đối cao. Ngày hôm nay thì bên em về với hai bộ Sony HS1 với một máy có thùng xốp và một máy không thùng xốp. Cả hai máy hình thức đều mới, kính cong 99%. Tuy nhiên, nếu bác nào quan tâm tới thiết bị và rất là kỹ tính với một chiếc máy nguyên thùng xốp thì các bác chọn máy thùng xốp. Còn các bác nào chỉ cần một máy đẹp xuất sắc và khai thác nó không cần tới thùng xốp, hoặc cũng như là các bác không có chỗ để cất cái thùng xốp ấy, thì các bác chọn cái bộ không thùng xốp thì nó sẽ chi phí nó sẽ rẻ hơn được 500.000 các bác nhé. Máy không thùng xốp mức giá là 17 triệu, máy thùng xốp mức giá là 17.500.000. Bác nào quan tâm có thể liên hệ tới em. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào hình thức của thiết bị trước, sau đó em sẽ chia sẻ tới các bác cái tính năng chơi nhạc trên thiết bị này. Sony HS1 thì được Thanh Tâm Audio cung cấp ra thị trường với số lượng tương đối nhiều. Tất cả các khách hàng đang sử dụng trên toàn quốc đều rất là ưng ý về thiết bị này. Như đã chia sẻ với các bác thì ngoài cái khả năng là một chiếc ampli đánh được những cặp loa rất là khó tính, những cặp loa cột, những cặp loa thùng, thì đây là một trong những con DAC tích hợp ổ cứng bên trong máy giải mã nhạc số cực hay. Đây, các bác có thể nhìn thấy ở trên mặt lưng của hai thiết bị là bằng nhôm phay và không có bất kỳ một vết xước răm hay cấn cạnh nào trên thiết bị. Mặt trước cũng như thế, các bác có thể nhìn thấy màn hình hiển thị cũng như là lún vặn còn rất là đẹp. Và cái con Sony HS1 đẹp thì cái màn hình nó sẽ không bị lỗi những sọc ngang các bác nhá. Đẹp xuất sắc thì nó sẽ như này, còn nếu mà lỗi sọc ngang thì nó sẽ có mức giá mềm mại hơn. Cả hai máy về hàng đều có điều khiển từ xa. Các bác có thể nhìn thấy cái thiết kế của núm vặn âm lượng của Sony HS1 nó cũng toát lên cái vẻ đẳng cấp và sang trọng cho thiết bị với cái vát xoáy kim cương đồng tâm, cực đẹp. Máy được dán tem Hi-Res Audio tại vì đây là một trong những sản phẩm mà sẽ giải mã lên tới định dạng nhạc số cao nhất thời điểm hiện tại, đó là nhạc DSD 11.2 trực tiếp từ ổ cứng. Đây là phía sau của Sony HS1 của chúng ta. Các bác sẽ có những cổng kết nối như sau. Các bác để một chút em sẽ quay hẳn cái con máy bên cạnh này về mặt trước để chúng ta cùng tham khảo những kết nối phía sau của máy. Sony HS1 thì sẽ có cái thiết kế đó là nhôm nguyên khối ở các góc cạnh, vì thế nên là ở phía sau của máy thì sẽ có thêm một cái quạt các bác nhá. Cái quạt này để hút cái hơi nóng khi mà máy sử dụng những cái biến thế nguồn nó toát ra cái nhiệt năng. Cái quạt này sẽ hút ra ngoài để cho máy mát hơn. Rồi, cái kết nối mặt sau của Sony HS1 sẽ như sau. Chúng ta sẽ có từ bên phải sang bên trái một cái đường cắm nguồn với nguồn điện là 100V xuất cho thị trường Nhật các bác nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đế sản xuất con này năm 2017. Đây là cái quạt thông gió này. Đó. Và dòng Sony HS1 thì sẽ được sản xuất tại Malaysia. Ok chưa? Chúng ta sẽ có hai cầu loa tương ứng với trái và phải trở kháng loa từ 4 đến 16 ohm với dạng thiết kế dạng bắp chuối hoặc là rách kẹp. Về cái kích thước của Sony HS1 thì trông nó có vẻ nhỏ gọn như thế thôi, trông nó có vẻ bé như thế thôi, nhưng mà đã được trải nghiệm trên rất nhiều những cặp loa lớn hơn kích thước gần như 10 lần vẫn chơi tốt các bác nhá. Cặp loa thùng, loa cột đánh hết, không trừ một cái đối thủ nào trong cái trên cái sản phẩm này. Ở sau đây chúng ta sẽ có một cái đường cắm ổ cứng gắn ngoài, nhưng tuy nhiên theo Thanh Tâm Audio luôn tư vấn cho khách hàng đó là không cần thiết.
Tại vì là cái sử dụng khai thác được cái cổng cắm này nó hơi phức tạp một chút, đó là các bác phải cho ổ vào, sau đó máy sẽ format về định dạng ổ của máy, sau đó các bác lại phải cắm vào máy tính và cóp lại nhạc thì máy mới nhận. Còn các bác đưa một cái ổ cứng có sẵn nhạc vào trong đây luôn, máy sẽ báo format, khi các bác format thì mất hết nhạc, mất công. Thay vì các bác cắm ổ cứng ở ngoài thì với 500GB bên trong máy thì các bác có thể quản lý ở trên máy tính, có thể thêm bớt xóa bất kỳ lúc nào, đúng như trong chế độ USB thì cái 500GB này đã quá đủ cho các bác dùng rồi. Đấy là ổ USB phía sau. Chúng ta sẽ có một đường cắm mạng LAN. Đường này rất là quan trọng nha các bác nhá. Con máy này nó hỗ trợ Wi-Fi. Tuy nhiên, nếu mà bác nào đang gần cái modem ấy, gần cái modem tổng của các bác mà các bác cắm được dây mạng ấy, thì các bác nên cắm dây mạng. Tại vì cái cổng mạng LAN này nó sẽ có tốc độ truyền tải gigabit 10, 100, 1000. Còn tốc độ Wi-Fi của chúng ta chỉ đến 10, 100 thôi. Vì thế nên là cái tốc độ truy xuất dữ liệu và cóp nhạc vào máy nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với kết nối Wi-Fi. Đó là cổng mạng LAN. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cổng coaxial in với chân đồng trục và một cổng optical in với chân quang. Hai cổng này sẽ khai thác ở hai cái trường hợp, đó là đây là Smart TV này, còn đây thì em sẽ gắn thêm bộ thu Bluetooth nếu là Thanh Tâm Audio. Nhưng mà thường thì em cũng không cần, tại vì là hiện tại em đang sử dụng một chiếc đầu máy này tại chung cư. Nhưng mà với cái số nhạc 500GB bên trong máy thì để mà nói chia sẻ với các bác, một năm em cũng không nghe hết được. Đấy là chưa thèm thêm bớt gì. Tại vì cái thời gian nghe nhạc của chúng ta không phải là ngày 24 tiếng, chúng ta chỉ nghe nhạc giải trí khoảng 1 đến 2 tiếng là nhiều, hoặc chúng ta nghe du dương cả ngày cũng được. Nhưng mà với 500GB đấy thì các bác không thể cày hết được trong một năm, thực sự luôn. Rồi, phía dưới chúng ta sẽ có cổng rất là quan trọng cho mọi hệ thống âm thanh đây. Cổng DA Direct có nghĩa là cổng truyền tín hiệu, biến con máy này thành một con DAC. Cổng DA Direct là hiện tại chiếc máy phía dưới đang truyền tín hiệu cho hệ thống Acuphase cũng như JBL của em. Tiếng rất là hay các bác nhá. Ngoài ra thì máy còn hỗ trợ hai cái đường line in 1 và 2 để cắm các thiết bị bên ngoài vào. Cái này thì không cần thiết. Đó. Quay về mặt trước. Máy nặng khoảng 8kg một máy các bác nhá. Phay nhôm toàn phần luôn, liền mạch nhôm từ mặt trước đến mặt trên. Đó, hiện tại thì em đang về hai máy hình thức leng keng như mới luôn. Có máy thùng xốp, có máy không thùng xốp, mỗi máy chênh nhau 500.000, mức giá từ 17 triệu đến 17 triệu 500.000. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Sony HN1 có khả năng giải mã lên tới định dạng nhạc DSD 11.2 và cái nguồn nhạc thì chúng ta sẽ chủ động được ở trên máy tính. Các bác có thể cài đặt thêm bớt xóa rất là tiện ở trên máy tính. Và cái con Sony HN1 này sẽ có một cái màn hình hiển thị rất là trực quan để chúng ta có thể thao tác và quan sát. Màn hình thì siêu nét luôn các bác nhá. Đó, có thể chuyển máy khác. Và cái điểm hay nữa đó là con máy này cũng được tích hợp cái khả năng tinh chỉnh được bass chép. Đây, em sẽ demo cho các bác. Bass chép này thì sẽ có tác dụng trong cái tính năng công suất của loa các bác nhé. Còn khi mà chúng ta làm DA Direct thì không có tác dụng gì cả. Đây, chúng ta vào phần Tone Control này và tăng lên, nó sẽ tăng được dương 10 và âm 10. Đó, vì chúng ta nghe nhạc bình thường, thường thì em sẽ setup bass là 4 và chép là 6. Đó, như thế là đã đủ rồi. Đó là cái tính năng rất là hay. Ngoài ra thì con máy này thì không có điểm gì chê trách cả. Ở trên điện thoại thì được Sony viết riêng cho một phần mềm có tên là HDD, có tên là HDD Remote. Cái phần mềm này thì nó rất là mượt. Nó rất là mượt các bác nhá. Các bác có thể thao tác ở trên điện thoại một cách mượt mà. Một cách rất là mượt mà, đúng như cái video mà Thanh Tâm Audio có đăng tải về cái cách nghe nhạc số của em ấy. Các bác có thể thao tác trên điện thoại rất là mượt. Máy này thì về hàng thì sẽ bán ngay sau khoảng chậm nhất là một tuần là đã có khách lấy hết. Vì thế nên là ngày hôm qua bên em về hai máy với hai cái thông tin hình thức. Bác nào quan tâm tới con máy này có thể chốt ngay. Và bên em bán hàng đẹp xuất sắc với cái thông tin đó là nhạc đã được cóp đầy các bác nhá. Tuyệt đối không so sánh mức giá với những con bị xước nâng ở trên hoặc là những con máy mà không được hỗ trợ cóp nhạc các bác nhá. Tại vì rất nhiều người cung cấp và các bác sẽ đưa ra những cái phép so sánh mức giá khác nhau thì em cũng chia sẻ với các bác luôn, đó là bên Thanh Tâm sẽ hỗ trợ cóp 100% đầy nhạc cho các bác và hỗ trợ hướng dẫn các bác dùng khai thác đầy đủ hết option tính năng của con này.
Rồi, đấy là tất cả những cái thông tin về hình thức, mức giá và tính năng của Sony HS1, một trong những chiếc đầu ampli số mà Thanh Tâm Audio yêu thích nhất trong mọi loại ampli số mà em đã trải nghiệm. Về thêm hai máy nha các bác nhá. Bác nào quan tâm tới thì có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Hiện tại thì dòng này nên giá cực khủng khiếp luôn. Bên Nhật đang là tranh giành nhau để mua. Bên em bán nhiều cái dòng sản phẩm này và rất nhiều khách quan tâm nên em mới đưa về. Chứ bình thường mà nhìn cái tầm giá nó bị chênh nhau tới 1 triệu, 1,5 triệu so với thời điểm trước thì rất là nhiều shop sẽ cân nhắc lại. Sony HS1 về hàng hai máy đẹp xuất sắc không tì vết. Bác nào quan tâm tới một trong hai thiết bị có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.